Đời sống phạm hạnh câu hỏi của từ hạnh hỏi kính thưa thầy cho phép chúng con thưa hỏi sự tu tập về các pháp hành một không gian tham trộm cắp dù vật lớn đến vật nhỏ như cây kim sợi chỉ hai không nói dối nói lời mất chính xác mất sự thật ba không trồng trọt làm ăn kinh tế, buôn bán, vân vân. 4. Không làm khổ mình, khổ người, luôn nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nhưng phải sáng suốt trong trí tuệ nhân quả. 5. Không ăn ngủ phi thời, sống thiểu dục tri túc, ít muốn, biết đủ, thực hiện đời sống thập thiện, xin ăn một bữa vào ngọ trai. Kính thưa thầy con lúc nào cũng muốn sống nghiêm chỉnh về phạm hạnh của một vị tu sĩ như vậy, các pháp con kể trên có đủ để sống và tu tập đúng phạm hạnh hay không? Còn thiếu những gì cần bổ sung thêm, xin thầy từ mẫn chỉ giáo cho con rõ. Đáp: Những pháp con đã kể trên còn thiếu, chưa đủ để sống đúng đời sống phạm hạnh của một tu sĩ Phật giáo một phòng hộ sáu căn bằng giới luật hai ngăn ác pháp bằng thánh chánh niệm tỉnh giác định ba diệt ác bằng vô lậu thánh định bốn sanh khởi thiện pháp bằng định sáng suốt năm tăng trưởng thiện pháp bằng hiện tại an lạc ú định, tức là định niệm hơi thở. 6. Sống trầm lặng, độc cư. 7. Không kết bè bạn. 8. Thích sống giản dị. 9. Tránh tranh luận. 10. Tránh chỉ trích. 11. Tránh hội họp. 12. Tránh khoe khoang. Thêm vào 12 điều trên đây thì mới đủ cho một đời sống phạm hạnh của một tu sĩ chuyên tu của đạo Phật. Có sống đúng phạm hạnh như vậy mới mong nhập được bốn thánh định và thực hiện tâm minh. Trên bước đường tu theo đạo Phật, nếu ai sống không đúng phạm hạnh như trên đã dạy thì chẳng bao giờ nhập đúng chánh định và cũng chẳng bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. Tất cả những điều trên đây đều lấy giới luật Phật làm căn cứ địa cho bước đường thực hiện những điều đã dạy trên sẽ đạt kết quả tốt đẹp bởi giới luật là một pháp môn sống đạo đức nhân bản nhân quả bảo đảm tu tập cho bước đường tiến về xứ Phật được an lành và không lạc nẻo tà giáo ngoại đạo sự tu tập sẽ được giải thoát hoàn toàn đến nơi đến chốn mà không bao giờ gặp chướng ngại pháp gây khó khăn cho bước đường đi đến quả vị giải thoát hoàn toàn.